Ba mẹ nhận được quà Tết con gửi về chưa ạ? Nhận rồi con. Ba ơi, vợ chồng con mới xây nhà xong, còn nhiều việc, chắc là không về ăn Tết cùng ba mẹ được. Ba mẹ ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, con chào ba. À, alo. À con hả? Ba hả? Ba khỏe không ba? Ba ơi, năm đầu nhiều việc quá. Con tính Tết này cho cháu đi du lịch. Con lại không về hả? Dạ. Con có gửi bí quyết quà, ba mẹ ăn Tết vui vẻ nha. Từng mùa xuân, con chào ba. Dòng thời gian, đêm những ngày sum vầy. Ủa, tại sao trong ngày Tết lại có bao lì xì về ba? Để khi con mừng tuổi ba mẹ thì ba mẹ sẽ lì xì cho con. Vậy tại sao người nhỏ lại phải mừng tuổi người lớn về ba? À, để người nhỏ chúc người lớn sức khỏe dồi dào đó con. Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà. Vậy sức khỏe của ông bà còn dồi dào không ba? Mình còn được mừng tuổi ông bà bao nhiêu lần nữa vậy ba? Bao điều riêng tư cuộc sống mọi người đôi lần vội vã. Gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó. Ở một nơi bạn gọi là nhà, luôn có những người đang chờ đợi bạn. Xuân xuân về muôn tiếng ca, giai điệu sao thiết tha. Bên tình yêu gia đình, chào mùa xuân sang trong niềm vui đất trời, trong tình thân mỗi người nụ cười rạng rỡ. Mãi mãi được bên mẹ cha xuân đi qua nào vắng gia đình sum họp Tết nào vui cùng nét tin về nhà đón Tết.